Rồi em là hai lọc hả? Trời ơi, đại chỗ đến luôn. Rồi thôi. Hai lọc, hai lọc. Cần qua nãy ra sao, qua nãy ra sao. Để làm hả? Để làm sao? Cái đó là của mẹ mà. Để vô ông đợi quanh. Đợi. Rồi. Rồi ai vô đi. Con cò đâu kìa, bây giờ cò đang lấy. Con cò không có đây, vợ đại diện lấy cho. Hôm qua còn cái vé số. Rồi, qua đây. Rồi tháo ra đi. Sao mày gần hồi tiếng hồi vậy? Quên, hôm qua tôi ghi số rồi hết không? Ghi số lại à chúng? Chúng lấy lọc. Chúng nó ai bỏ đấy lại thêm. Anh ra cái thằng nhà luôn. Cái này nóng này. Ok. Đây kìa. Đợi chú mai. Đợi chú. Cái này là prenup, ok? Thôi đụng nguyên cái cây lấy cái cây luôn. Tức là chúng số phải bắt mua cái nhà tổ chứ đừng muốn làm gì thì hai lớp bây giờ bự con cũng vậy, thầy có mua cái nhà bự.